mơ thấy xếp nam nữ là điểm báo gì tốt hay xấu? khi ngủ nằm mơ thấy xếp chứng tỏ rằng bạn đang chịu rất nhiều áp lực từ công việc. những áp lực này không chỉ khiến tinh thần trở nên tồi tệ, mệt mỏi và nó còn đem lại nhiều phiền phức, xui xẻo trong cuộc sống. mộng thấy xếp nữ hôn mình, giấc mơ cho thấy mối quan hệ giữa bạn và xếp khá thân thiết, luôn hợp tác ăn ý đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty. mặt khác có thể cho rằng bạn đang ảo tưởng hoặc đang thầm thương trộm nhớ chính người xếp, cấp trên lãnh đạo của mình. nằm mơ thấy xếp là người thân của gia đình điều này cho thấy bạn đang gặp phải nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm gia đình tốt nhất bạn nên dành nhiều thời gian quan tâm và chăm sóc người thân một cách tốt nhất để hàn gắn tình cảm đã mất chiêm bao thấy sếp nữ bị bệnh điều này cho thấy bạn đang vướng phải nhiều rắc rối và đau buồn trong chuyện tình cảm mọi việc nếu không giải quyết sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ khiến các mối quan hệ ngày càng xa cách chiêm bao thấy sếp gặp nguy hiểm đến chết điều này cho thấy bạn đang gặp rất nhiều khó khăn trong chuyện làm ăn mặc dù đã cố gắng tìm cách giải quyết hiệu quả nhưng không được gì có thể tương lai bạn mất tất cả, thua trắng tay. Mộng thấy sếp sa thải, đuổi việc, báo hiệu công việc làm ăn của bạn sắp tới gặp rất nhiều khó khăn, chắc trở. Chẳng may không có hướng giải quyết hiệu quả dễ để lại hậu quả nghiêm trọng, thua lỗ trắng tay. Nằm ngủ thấy sếp nam nữ đến nhà mình chơi, điều này cho thấy tình cảm giữa bạn và sếp khá thân thiết trong công việc lẫn ngoài xã hội. Trong công ty, sếp là người lãnh đạo, cấp trên. Ngoài công ty, sếp là người bạn tốt giúp đỡ nhau cùng tiến trong cuộc sống. Chiêm bao thấy sếp khóc báo hiệu bạn hãy cẩn thận trong các mối quan hệ trước khi nói một điều gì đó bạn hãy cân nhắc thật kỹ tránh làm mất lòng người khác đặc biệt là sếp của bạn ngủ thấy sếp nam giao rất nhiều việc cho mình điều này cho thấy bạn đang chịu rất nhiều áp lực công việc tuy nhiên bạn luôn cố gắng hoàn thành để ghi điểm trong mắt sếp đây cũng là cơ hội để bạn vươn đến thành công mới trong sự nghiệp mơ thấy sếp nữ dẫn đi ăn báo hiệu tin vui cho bạn tình cảm cấp trên và cấp dưới khá tốt ngoài công việc sếp và bạn là hai người bạn thân thiết cùng chia sẻ nhiều niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Chiêm bao thấy sếp mắng chửi bạn, điểm báo không may mắn cho bạn, hãy cố gắng hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn. Có thể đây là một dự báo giúp bạn hoàn thành sớm, gây ấn tượng trước mặt cấp trên, người lãnh đạo hay còn gọi là sếp. Mơ thấy sếp nam nữ đánh đề số mấy. Chiêm bao thấy sếp nam nữ đang la mắng bạn, đánh đề số 50, 99. Mơ thấy mình đang nói chuyện với sếp, đánh đề số 02, 43. Ngủ thấy sếp tăng lương cho bạn, đánh đề số 57. Nằm ngủ thấy thăng chức cho bạn, đánh đề số 79. Chiêm bao thấy sếp khóc, đánh đề số 04. Ngủ thấy quan hệ với sếp, đánh đề số 38 đến 75. Mộng thấy sếp giao rất nhiều việc cho bạn, đánh đề số 21, 93. Chiêm bao thấy sếp dẫn đi ăn, đánh đề số 17. Nằm ngủ thấy mình và sếp đang cãi nhau, đánh đề số 76. Ngủ mơ thấy sếp nữ hôn mình, đánh đề số 01. Mộng thấy sếp là người thân của gia đình, đánh đề số 78. Chiêm bao thấy sếp bị bệnh rất nặng, đánh đề số 15. Nằm ngủ thấy sếp gặp nguy hiểm đến chết, đánh đề số 03, 62. Mơ thấy sếp xa thải, đổi việc bạn, đánh đề số 09, 82. Chiêm bao thấy sếp nữ đến nhà chơi, đánh đề số 43. Trên đây là những giải mã, điểm báo con số may mắn cho bạn qua giấc mơ của mình. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì hãy để lại comment để được hỗ trợ nhanh nhất bạn nhé.